Trời ơi, phát đi đâu. Phát. Em số 1 em làm việc nhé. Holy fuck man. Ủa anh đổ số đầu ấy. Anh đổ số đầu ấy. The fuck is this? Anh đổ số đầu đấy. Ôi, em nghĩ anh đổ số 2 đấy. Ôi trời ơi. Anh đổ chắc. Trời ơi. Thôi khỏi hỏi luôn. Hiếu ơi. Ôi trời ơi. Ui, trận này chết là mất xác luôn. Ôi, lâu rồi không chơi à. Ui, mẹ nhiều thông tin thế nhở? Thợ khóa này, kẻ đeo bám và kẻ rình mò. À, lại còn lòi ra cả tinh linh. Ui, tôi có nhiều thông tin vãi cứt các bạn ạ. Yo. Ê, mày số bao nhiêu đấy, khoai? Em số 8. Số 8 là gì? Anh hỏi làm gì? À. Ủa sao tao cứ bị đánh giấm liên tục vậy? Đâu mà đánh giấm đâu, phải cái bạn ăn phải cái kẹo ra ấy. Ô, sao ít nhiệm vụ thế nhỉ? Sao ít nhiệm vụ thế nhỉ? Anh độ ô rồi này mọi người, anh độ ô hay làm vịt lắm. Ô, sao ít nhiệm vụ thế nhỉ? Đấy, lại ô hết nhỉ? Có 4 cái. 4 nhiệm vụ. Ô, chúng ta lên chết hay sao? Uầy, từ từ, anh cần tìm hai người anh tin tưởng nhất để anh có thể nói rất nhiều thông tin quan trọng. Tao có rất nhiều thông tin quan trọng. No, mày không biết no. Thông tin mày giống tao tin tao không? Ba anh em mình kết nghĩa với nhau đi. Tao là Lưu Bị, mày là Trương Phi, còn mày là Quan Vũ. Đi, ba anh em đi tìm vườn đào nào. Đây, trao đổi thông tin. Ôi, ok. Chưa kịp trao đổi. Em thấy cái xác ở kia lúc mà em đang cày thùng. Đi ra bên trái thì thấy chú Đôn. Em đuổi theo chú Đôn chạy lên, chú Đôn lại chạy xuống, chú Đôn lại còn đu đi, coi như không biết gì. Ủa? Hả? Cái xác ở đâu cậu? Dạ, cái xác ở đâu cái phòng ở bên trái tít ở dưới, cái phòng mà có cái cạnh nắp thùng mà có mấy con bạch tuộc ở dưới anh. Nhà kho chả biết, phòng cháy ấy. Là phòng cháy đúng rồi. Thì chạy ra lúc em nhìn thấy cái xác, em chạy ra ngoài thì thấy có mỗi chú Đôn chạy đi lên thôi. Xong lúc sau em chạy về cái xác report thì chú Đôn lại chạy xuống. Em với chú Chip đứng ngay cái đấy mà đâu thấy xác đâu anh. Xác ở đấy xác của bố kìa. Chưa thấy xác đấy bố ơi, chưa thấy xác. Sẽ không thấy xác chả lẽ có mỗi hay là xác. Chém ở Canada ta. Tại vừa lấy thấy cô em Đôn đi ngang qua em không thấy chém. Đứng kế bên cái không xác phải Canada đâu thấy cái xác ở đâu. Cái thấy Dép đi một quãng đường xa và Dép đi một mình. Tao ở trong phòng cảnh sát đi ra thì gặp ấy mà làm gì có xác không nhỉ? Có xác khổ quá em còn xác chạy là đuổi các chú Đôn mà. Dép ở phe thứ ba thì không nhìn xác ấy. Thế em report làm gì? Em ra road em luôn nhá. Ám ba là gì vậy? Được luôn. Nè thấy xác thì đã lại report rồi chứ chạy làm gì? Mày là gì? Mày ra mẹ mày đi. Em là người nổi tiếng em ra luôn. Cái gì? Mày phải có ám sát mà. Ôi trời ơi, ra làm gì? Ai mà chết? Em mà chết là cả làng biết. Từ. Nếu mà nó không chết thì thế em nghĩ là chú Đôn chưa? Phách gì trời ơi. Không phải. Đúng chú Đôn rồi, đúng chú Đôn rồi, giọng này đúng chú Đôn. Có thể là nó đã. Nó đã hỏi ai đó. Không ai tin à. Không có thích gì. Phách Ron của bố béo đúng không? Mẹ tao đã bị bày đánh giấm ấy, đừng đi theo tao. Mày thích tặng hoa này, cho mày mua hoa thơm phức này. Khó đâu. Đây, nhạc đi nhạc đi. Đi. Đây, đi. Đi nào, Trương Phi và Quan Vũ. Chín chuột, đi chỗ khác. Chín chuột đi chỗ khác. Anh em mình đây là tình nghĩa. Anh biết là một người tôi làm. Ui giời. Ôi chết mẹ, người rồi. Em thấy anh Bông Mai với cả chị Huy double kill. Chị Yuri chứ.
hình như là định đắp kêu em hay sao ấy. Chị nhìn thấy cái xác ở đấy sẵn rồi Hana, chị nhìn thấy bông mai giết á. Lúc đấy em gọi mày hai con này. Từ từ nhá, để em nói. Em muốn nói rõ một điều là em với chị Yuri không cùng phe. Em thấy chị Yuri đi ra từ cái xác, em định chém chị Yuri thì chú Đun Đun từ đâu ra phi vào chỗ em, thế em chém nhầm luôn. Đó, mọi người tin hay không thì tùy. Em là... Ủa? Double em là kill. Dân phòng. Chỗ em đứng hai xác lận. Anh nghĩ cứ bây giờ đã lỡ như vậy rồi giết sai sót cũng đúng hơn rồi để ghi lại. Nhưng mà từ từ đã, em nói cái thông tin này chắc chắn mọi người sẽ tin em. Để sẵn rồi mà mọi người. Cho em nói trước, em vừa giết nhầm phải người nổi tiếng, đúng chưa? Không, đéo đúng. Không, đéo đúng. Không, sai. Đéo đúng. Chưa thầy báo. Em bảo tin đấy là đẹp vừa. Dép vừa đứng ở phía dưới cái phòng câu cá đó trước. Em chỉ thấy là Yuri đi trước, xong rồi mẹ ngoài sau. Sao Yuri trước, đẹp luôn. Ôi ơi, em có giết đâu, xác này sẵn rồi mà mọi người. Mà với chị ấy, chị ấy nhá, chị ấy giết xong. Trời ơi, anh Hiếu. Xin cảm ơn em, anh phải nhìn em chứ. Anh bây giờ phú phàng lắm. Em hay một cái con đứng người đi lên đấy. Em đang định report rồi. Ủa, mà chết rồi ấy. Chú Đun Đun đi vào mà. Lần cuối cùng em thấy anh Khôi đi với lại Hana nha mọi người. Sao em thấy Dép đứng ở ngay cái phòng ở phía dưới chỗ câu cá. Sao em đi lên thôi. Phòng tù. Ôi, ôi mày đây. Thôi, thông tin hot. Mày số bao nhiêu, mày số bao nhiêu đã? Tao số 15. Mày số 15, ui tao số 16. Ui trời, mày có gì? Tao có là khóa với thợ... cả medium. Đây, tao có thợ khóa này, kẻ đeo bám này, kẻ rình mò này, xong tao ram đùm thì ra tao là tinh linh. Đấy. Chuẩn chưa? Thì tao có medium là người xem số lượng chết với cả một tờ khóa. Ờ thế đúng mẹ thôi. Mày là gì? Thế mày chọn gì? Đấy nhá. Yeah. Tao chọn detective xem ai giết người không. À ok. Ờ. À, chết nhanh thế. Lady and Gentleman. Em phát hiện ra KL7 giết qua vodka. Sau đó thì em chạy ra báo sát và ở chỗ đấy lại còn có cả. Sau đó ngay lập tức là thấy cái gì đấy vừa báo hiệu lên ấy. Đấy. Sửa ống nước anh ơi. À đấy, ừ đấy. KL7 Legit à? Giết vodka quang. Ừ. Yeah. Không nói gì. Nada xong đầu. Bảy là cao thủ à? Không, 7 là cao thủ. 7 cao thủ không có xác, không có xác. Em nhảy ra mới báo được xác. Ô, vậy cũng được. Hợp lý thế nhở? Cao thủ rồi. Hợp lý quá thôi mà, 7 không nói gì nhỉ? Nói gì được. Giả vờ đấy. Giả vờ câm lặng mà. À. Mà bán này không có câm lặng. Không có cơm lặng ra vào gì à, vốt luôn rồi luôn. À. Nói rồi à, thôi mọi cho người, đi không còn gì để nói mai rồi. Ờ từ từ giết thằng bảy đã đúng rồi, ta đố mày tìm tao ơi Hana. Thầy vừa đứng cạnh tao quăng vốt cao nha này. Đúng rồi, em còn tưởng anh giết cơ. Tao này là cái đá vốt bảy mà không thấy bông minh nói gì, chắc là bông minh đồng bọn này. Đúng, cho đi. Thôi em chả em nói hết những thông tin gì em có thể trao cho mọi người rồi. Ok kìa. Bạn lại tiếp. Thế đéo nào mẹ. Ơi kìa. Anh nhặt luôn đi. Đúng bị đấy thôi, sát thủ. Rồi, bè, đây số xuống đây tao bảo. Bè tao với thằng Hiếu bọn tao đã trao đổi với nhau rồi, bọn tao vô cùng legit. Bè hỏi Khoai trước, Khoai ạ. À? Mày số bao nhiêu đấy Khoai? Vâng. Số 8 nói từ đầu rồi. À thế à, vẫn nhớ là số 8 à. Ừ, thế mày là gì? Từ anh nghe, có thằng nghe trộm đâu. Mấy nghe trộm ạ? Chúng mày có thể đi tránh xa bốn anh em tao. Ê sung. Ôi. Đây còn bốn anh em mình nhá, Ba anh em mình nhá. Năm cả anh Khôi nữa, Thằng Khoai đi đâu mẹ rồi? Rồi, ba anh em mình. Trong này sao này? Ba anh em mình rơi vào hoàn cảnh này cũng là cái duyên đấy. Ba anh em kết nghĩa đi, tao sẽ lưu bị. Đây. Ủa thằng Khoai đi đâu mẹ rồi? Khôi đi mẹ, sao trong trường nó lại đi nhỉ? Ờ, mẹ em chạy tự tin lắm. Ê, hình như thằng Khoai là, thằng Khôi là kền kền hay sao ấy? Thế không. Thì... Khôi nó có thể chui được cống. Thề, đúng thằng Nhạc, mẹ thực thần ạ. Hiểu ngon quá. Từ từ nhá, thế nếu anh... nếu thế nhá, bây giờ mà đi rung chuông mà có người chết, nhưng đéo thấy xác đâu ấy, là thằng Khôi là kền kền ấy, nó vừa đi ăn đấy. Đi đâu đó? Em từ bên trái em chạy xuống. Tại không thấy mọi người đâu hết. Sao lại đi trong sương đó. Ê mọi người, Hana giết người, Hana giết người. Thôi, sát trong này.
Đây em giết rồi. Ôi giời ơi. Trời ơi. Tưởng như thế là gây liền, gây liền. Tưởng như thế là. Ủa sao mày giật quá, cái đường dân sát người á. Để sương mù đi cũng. Có tác dụng cuối cùng. Ngọng này. Ủa chú chip đi vô trong kia mà không thấy xác của chú chip. Xác thù ngọng này. Ai muốn xác trong nào? Trong nào? Không có chỗ nào thuộc á, hình như là cần cần. Con Hana thí, thí chị Yuri. Thí chị Yuri chết. Ừ xong vẫn thua. Chết chưa? Nó khắc phe mà. Thề. Khắc phe đâu anh? Không kịp ăn xác. Nó là chim ưng mà, nó là chim ưng mà. Chim ưng, chim ưng bóng mà. À thế ạ. Về đi. Luôn. Ôm mày. Má bà còn bổ mình trước khi bà mẹ cho mình rung chuông nữa. Bà ác thật. Mày thám tử gà đi mẹ. Chết đấy rồi lên rung chuông rồi mày hét thế nó trả đổi mạng. Không mà. Tao tự tin rồi mẹ. Tao tưởng anh em đông. Fuck. Lâu mà con của em anh ơi. Trời ơi. Đập chăng thôi. Trời ơi xa thế. Lại đi ngủ rồi. Mẹ khó thế nhở? Ô kể cả trang. Thằng bồ, dễ thằng bồ lắm kể. Fuck. Lưu đại ca ơi. Lưu đại ca. Lưu lủng đéo gì, nãy đã kịp kết nghĩa đéo đâu. Hợp lý thế. Địt mẹ vãi lìn ạ, cái này xếp đến bao giờ? Ồ. Ơ. Mẹ hai thằng mày đi với nhau mà đéo nói với nhau câu nào. Từ chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp từ từ. Mẹ uẩn khúc thế nhở? Sương mù sương mù sương mù sương mù. Ơ cái bẫy này là gì đấy? Cái bẫy này là gì đấy? Không biết nữa. Đi nhanh đi chậm thì sao? Ủa chạy cũng thế mà. Thôi thôi chúng mày đừng đợi tao, tao nói chuyện thằng này luôn nhá. Ở nhà không chơi giết. Ờ, không có ám sát đâu đúng không? Đúng, không biết là một con random. Thế ba anh em gặp nhau là cái duyên đấy, ba anh em kết nghĩa nhau đi. Tao là Lưu Bị, mày là Quan Vũ, thằng Huy là Trương Phi. Rồi, Vũ đệ số mấy là gì? Nói đi. Ủa sao mẹ mày tự nhiên đông vậy? Đi xem chỗ này nó đông quá nhỉ? Thấy xác của một bồng mai ở dưới bánh cảng này nè. Vừa đi dừng đép xuống thấy xác kia luôn. Em là dễ vào phòng cảnh sát. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Anh nói gì vậy? Mới gặp nhau ở ngân hàng mà đã bến cảng rồi hả? Chắc nhanh đó. Bà mà lên cảng. Anh tin, anh tin khoa mà. Em số 6 kẻ gần mò. Ok, kẻ gần mò. Thôi, anh tin em bôi. Gần mò, mẹ số 10 tao muốn thấy gần mò mà. Ủa mày con dán đẹp này chém gì kìa vậy ta? Vớt gần mò này. Bú đi bú Canada. Canada xong. Mới gặp nó chín lửa mát luôn á mọi người. Con này là con dán bịp rồi. Thám bịp. Anh Độ không vốt, anh Độ bồ nông này. Tao vốt rồi ơ kìa. Phe thứ 3. À tao chưa vốt à? Đâu anh vốt đâu. Đâu
Yên tâm, yên tâm, nó vẫn chết, yên tâm. Tao tính toán cả rồi. Vẫn là nó vẫn chết. Tin tôi Jim đi. Tôi sao anh đổ phe thứ 3 vốt không được. Ủa sao bạn đi chậm đấy, nhìn tôi chạy này. Thì kia nó chỉ em nghe mà. Chị không? Ơ. Ôi, còn được. Ừ, thằng này legit, thằng này legit, thằng này. Đây, Lưu Đại Ca đây, Lưu Đại Ca đây. Lưu Đại Ca. Trời ơi. Uầy. Đệ đi tìm huynh bãi. Vũ Đệ, Vũ Đệ. Vũ Đệ ra đây, có chuyện thập kín. Ra. Sao tắc cơ? Tắc cơ. Lưu Bình. Nãy đang dở câu chuyện, đệ là gì đây? Em à, Lưu Bình. Lưu Bình số 16. Đổ ma. Kêu là nhất tiễn đặt sông điêu. Thế mày là gì? Vũ Đệ. Quang Vũ. Ừ, Vũ Đệ là gì đây? Em á, ui, em biết được bao nhiêu người. Ui, mới có 2 người chết, em biết được bao nhiêu người thông tin người chết nha. Ồ. Uy tín nha. Thế là bị thính nha. Thế là chưa có ai chết à? Nhìn tao này, uy tín cực nhá. Bọn nó bảo tao là bồ nông, nhưng mà mày nghĩ xem, làm sao bồ nông có thể chui cấm được, đúng không? Đúng. Đúng, tao xin giới thiệu chúng mày, tao là kỹ sư. Anh là Bồ Tát. Không. Tao là kỹ sư Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát có ai chui cấm không? Mày bị dở hơi à? Kỹ sư. Rồi, thế thằng da xanh này mày là gì? Mày là người Nam Ích đúng không? Em số 13. Em có dao. Ủa? Số 13 kẻ báo thù. Holy fuck. Không, số 13. Không phải. Ủa, số 12 là Canada. Số 11 là kỹ sư. Ê, thông tin vẫn thế nha, chưa thêm ai. Ok nhá. À, không qua phận sự thì cầm bó hoa này xong đi ra chỗ khác đi. Chơi khác. Đồng đấy. Đang kích nghĩa vườn đào anh ơi. Ủa sao nó hét lên là kiểm tra xác ấy, mẹ mình check lại xem nào. Hả, xác đâu? Đấy, nó vừa hét lên. Không gì thay đổi cả. Vẫn thế mà. Chắc là cái nghi binh. Ủa, vẫn thế nhờ, không có gì thay đổi cả, em kiểm tra lên. Vô lý thế nhở? Ủa, hay là cả... À, không thể thế được. Ừ. Ok. Về đây. Đừng đây. Đừng đây nha. Từ mình check xem trong này có những ai nhá. Đúng rồi, nhớ đọc tên cho tao trong này có những ai nhá. Trong đồn cảnh sát. Rồi có Yuri này, rồi. Rồi, Hana có gì? Ai nữa nhỉ? Mỗi Yuri. Sao mày phải hô cứu? Trời ơi. Nẫu ruột. Đang ở trong tù mà. Đi. Vũ Đệ đi. Có thông tin cực kỳ quan trọng. Ô, tắc cơ, tắc. Còn nước này. À, oh. Lady and gentleman, tao xin tự giới thiệu. Từ tao check lại xem đã. Một kẻ cải trang, một gián điệp, một con vịt nữa chắc chắn đéo phải là ám sát. Một con vịt nữa chắc chắn đéo phải là ám sát được. Ừ, tao xin trân trọng giới thiệu, tao là kỹ sư. Lúc tao đang đứng nói chuyện với anh em nhà Trương Phi và Quan Vũ, anh em nhà tao. Thì tự nhiên tao thấy có một đốm đỏ ở đồn cảnh sát, thì tao mới rủ mọi người ra đồn cảnh sát xem bên trong đấy là ai. Trong đấy có mỗi con Thảo Yuri ở trong đấy. Tao xin khẳng định nó vừa sao tè xong. Đâu? Sao? Mày có cãi gì không? Anh đi chơi đâu mà anh vẫn tỉnh, nghe nhở? Ok. Để em bán sao em không làm vịt đâu, em để Landu mới lại ra kẻ ăn xác ấy, cay vậy. Lượn. Thế không muốn làm vịt luôn ý. Không sao, chỉ vừa mới nói tí là đã đầu hàng rồi. Ê, hey, con xin lỗi ba ba nhá, tất cả ba ba làm nốt nhá. Con xin lỗi nhá. Lỡ rồi khai đồng đội ra đây. Có thể là ai? Là Đun Đun nhá, có thể là Đun Đun. Con xin lỗi ba ba nhá, tất cả lỗi của con. Khai đồng đội ra đây. Bố. Chính là chú đấy, chú ơi. Không phải. Mày tấn kìa. Khai đi. Sao dễ quá ta? Khai đi. Không phải, tại tao thông minh quá, tao mạnh quá.
Okay. Từ, mày số bao nhiêu? Em số 10. Số 10 là gì? Là cái gì em quên mất rồi. Thôi mày chết mẹ mày rồi. Mày không giết. Anh đứng lại. Mày không giết được tao đâu, mày không giết được tao đâu, mày giết thế nào được tao? Đố. Ê, ê, đây có nó lùa tao. Ê ê, đi dùng chuột, dùng chuột đi lên. Ali sắp giết tao, Ali sắp giết tao. Ê nó lùa tao này. Nó giết tao chứ mày ơi. Ali, 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 Ali. Nó giết tao này. Ta cứ em mà lại. Chu nhẹ. Ơi. Ủa sao tự nhiên chui lên? Theo lời anh Huy thì kêu em rung chuông nên em rung chuông. Bây giờ nhá, dễ nhất này. Bây giờ anh em mình không có ám sát con phơm rồi đúng không? Con vịt cuối cùng là con ăn xác. Bây anh em ra roll đi là anh em dễ chơi này. Ờ, ăn xác là chị Yuri mà. Ớ? Thực ra là Tucker, không cần đâu. Quá nhiều thông tin về chị Ali này rồi. Đúng. Mấy phát sự mù bà đi phăng 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 ở ngoài. Bà vừa lùa tao xong. Không sai. Bây giờ một người chết rồi, mọi người cứ quay ra với em làm gì? Em chỉ là đang... Ui, tôi cái giọng này bà chơi. Mục tiêu chính thôi. Ờ, chị số bao nhiêu? Chị là gì? Chị nói đi. Em số 10. Xin trân trọng giới thiệu, em là một người có chức năng. Thôi phục mẹ đi thề. Anh bình tĩnh đi. Em nghĩ là chị này là chị là đa đa. Đúng rồi, không có ám sát. Em mới là số 10. Đúng mà chị này khả năng cao đa đa. Cái gì? Em số 10 thật mà. Số 10 thấy có em kẻ đó rồi. Được rồi, khỏe tao ra tao chém cho. Đây, viện của kia đây. Ôi trời, tay to xuất hiện. Ui. Mọi người thác em đi. Thế là anh Toàn Độc Trác và chị Ali điêu thuyền. Anh Độc Toàn. Anh Hiếu Trác. Anh Hiếu Trác, em phát anh để em chạy theo anh. Đi chạy theo bạn ơi. Tao đi tìm Tucker. Đâu giờ? Anh Hiếu Trác đâu rồi giờ? Đây anh Hiếu, anh Hiếu đây rồi, anh Hiếu Trác đây rồi. Đi. Phải cần cái nhạc nào chiến một tí nhá. Các bạn cổ vũ tớ nhá. Mói. Sung bù. À, mẹ về trốn được 10 giây thôi à? Ờ. Bạn ơi. Ơi, thôi chết con mẹ rồi bạn ơi. Ali nó đứng ở dưới cống dưới này. Sao bạn biết? Tôi chui cống được mà. Dưới. À, mày chết rồi, mày trốn ở đây hả? Có vẻ mày chạy đi bạn ơi, không rồi, nó giết đấy bạn ạ. À. Đéo phải, tôi chỉ chui được 10 giây thôi để vẽ con vịt này. Nó chui đi được nào rồi nhở? Chú mẹ ơi, con Ali đó ở dưới góc màn hình ấy. Góc dưới. Chỗ cạc, đi. Ủa? Mẹ Độc Trác đâu ơi? Mẹ Độc Trác đâu ơi? Đi. Đâu nhở, tao vừa gặp nó đây xong. Không thấy đi đâu luôn. Đây. Ok à. Mẹ à, thằng nào đóng cửa vô thuyền. Bạn cửa đấy. Đi rồi bạn. Đi ta cơ. Ủa. Ủa nhưng bạn là gì bạn chui được cống đấy? Mới chim bồ câu. Ơ. Đây là ai vừa chém á? Anh Hiếu hả? Anh Hiếu Trác vừa chém hả? Anh bẻ cổ luôn rồi chứ chém gì nữa. Okay, bẻ cái cổ rồi. Luôn. Trời ơi nhìn cái màu xám tưởng ta cưa. Chú là cái gì mà chú chui cống được vậy chú Chip? Tao chim bồ câu. Thế em nghĩ là cuối chắc là không ạ. Chip già lại nghĩ tại vì tao chip già chui qua bao nhiêu hồi cống với nhau rồi, nếu tao chết là tao bị chết rồi. Tao bảo chim một câu không được chơi rôn chim một câu rồi, chơi rôn ngỗng rồi.
Để bây giờ cần bẻ cổ chim già không ta? Không, không, không. Chim bồ câu phải lựa chọn an toàn. Vậy chú Đôm là gì chú Đôm? Nó là ngỗng ngu. Ngỗng gì? Chú toàn yêu mình thôi. Chú toàn yêu mình, cháu chui cống, cháu nhìn thấy chú toàn yêu mình này, chú đứng chờ gì ấy. Ông này toàn sương mù thì đi nhá, ông này toàn sương mù mới đi đúng rồi. Thôi, cháu. Ông ngỗng ngu chắc chắn mà, là chú Đôm Đôm này là phải là làm một cái gì đấy chứ không thể làm kền kền nhỉ, hay ông này kền kền thiếu chắc vót chú Đôm đi mọi người ơi, ngỗng ngu đâu có tác dụng đâu. Ôi ôi ông vót chú là ông này bịt tưới mọi người mà anh em chói vào và giao cho Đồng Trác thôi đừng bắt thôi rồi thôi cho sống đi comment for you cho chú sống mà bỏ qua. Ok ok. Cảm ơn. Hả? Ok đó. Mọi người. Vội thế. Vội. Đánh vậy. Skip mà. Skip luôn rồi. Mọi người ơi. Chú. Ố. Hiếu ơi. Đấy, bạn đâu? Đợi đợi đợi, bạn ghép ghép cái tranh cái. Đâu? Ui, trong này có két sắt này, mình hack cái két rồi. Bây giờ bẻ cổ ai? Bẻ cổ ai? Từ từ đã, mẹ giờ thành khó này. Tắc cơ. Sai thông tin. Ok. Ok. Phải nó nghi ngờ em anh ạ. Mày là gì? Em ở dân phòng. Hả? Ủa? Mẹ mà, số 16 dân phòng. Chỉ nói nghi ngờ thôi mà em bẻ cổ liền vậy. Ừ. Sao vội vàng vậy em? Sao? Em bạo lực quá vậy vậy? Huynh đệ không, em nghĩ lại trừ ra thì còn bao nhiêu người ở đâu, đúng không? Ủa. Sao chưa gì đã miểu sát đó rồi. Ờ, thế từ từ đã. Chưa có lý do luôn. Thằng Quang, mày là cái gì? Trời em ơi, là người à, không phải em à. Thằng Quang dưới. Rồi tiếng số bao nhiêu? Su. Thằng này Hiếu ạ, thằng này ăn mặc trông giống người nổi tiếng lắm Hiếu, tao tin nó. Tao vừa bảo nó ra ngoài rồi. Mày nhìn xem nó ăn mặc như đi tiệc, thế nó đúng chắc nó phải là KOL rồi. Vội vàng đúng, thực sự. Đúng trông cũng giống. Ừ, mẹ, trông le ghét như thế thôi vẫn lao vào nó. Đéo hiểu. Đấy, người nổi tiếng đấy, người nổi tiếng đấy. Người nổi tiếng, người nổi tiếng. Từ từ ra bình tĩnh để phân tích này. Hồng Hồng này là người nổi tiếng. Từ 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 bịch bịch, đừng nói. Thằng Huy Pháp Y, thằng Huy, check đi Huy. Ám sát đi anh. Có ám sát đâu, có ám sát đâu, không phải lo. Check hết đi, xong rồi report phát là được. Chờ em lục lắm. Đúng rồi, mày check mà mày vào báo cáo sai mày chết của tài. Ồ, không sao, vẫn report được. Thấy sao thế đâu? Rồi. Được chưa? Report đây. Report đây. Thấy sao thế đâu? Anh Hiếu cảnh sát trưởng, anh Oxy thám tử, anh Quang người nổi tiếng. Uầy, đi mẹ, oan khuất vậy. Ủa, anh ốm kìa. Oan khuất thực sự luôn á. Ủa, sao chết được 3 người? Thằng 7 chém con Hana, còn thằng Toàn thì đéo tin thằng Quang là người nổi tiếng nên hút vào. Trời ơi. Mẹ. Chưa kịp nói hết câu ạ. Từ từ, bây giờ anh em phải lọc lại thông tin thật nhanh này. Thế thằng Huy Legit rồi này. Tao là kỹ sư Legit rồi. Chip già là chim mồ câu rồi. Giờ thằng Dép là gì? Em là kẻo đeo bám. Anh Bảy là gì anh Bảy? Anh nói sao? Anh Khôi là gì? Vốt luôn! Cái gì? Hả? Từ từ đã. Thằng Khôi là gì nhỉ? Em kẻ bắt trước. Em nghi anh Bảy rồi. Chú Chip là gì? Chú Chip Bảy là gì? Em số 16, em dân phòng, em thấy được hai role nữa. Là hai role gì? Số 16. Hai role gì? Hai role bây giờ mới hỏi nè. Thì hai role gì? Ông ấy chậm lắm. Tinh linh với lại cái mắt kính là gì nhỉ? Kính thám tử á? Thám tử. Thám tử thì Hana, thế thì thằng Huy. Thằng Huy nói sai à? Không, em đọc đúng hết mà. Ơ kìa. Sao tôi thấy mắt kính kìa? Em nghĩ là ông ấy có vấn đề này. Anh Bảy có vấn đề lắm. Ông này luyện thuyền nhá. Ờ, luyện thuyền. Ơ, Huy chi phong phốt à? Ờ, tao chắc chắn là Dép Hoàng Khôi. Ủa nhưng mà làm gì có bắt chước? Dép mắt này không bắt chước mà. Ờ. Anh Huy được ra này. Thôi, xuống cống sống cho an toàn. Mẹ trên này có vẻ đeo vui. Nguy hiểm lắm.
Ui, đây rồi. Giờ là chỉ con khôi với 7 thôi đấy. Một trong hai thôi. Em xin hứa. Ai! Hadawi! Ai! Hadawi! 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 Mày đã bị lộ khoai ạ. Hả? Hả cái đéo gì? Ủa? Em đi thằng đép mà. Ôi, cả nhà ơi, câu chuyện là nhỉ nhá. Tao, thằng Bảy với thằng Huy đang đứng nói chuyện với nhau. Thì tự nhiên một thằng Huy đã xuất hiện. Bọn tao hoảng loạn, bọn tao hoảng hốt, bọn tao ra rung chuồng. Nhưng đúng lúc đấy khủng hoảng, bọn tao đéo làm được gì cả. Thì tự nhiên phật một cái, một thằng nữa chết. Xong rồi thằng Khoai hiện ra, tao nhìn đúng lúc tao report, vẫn còn thấy bộ váy xanh xòe ra của mày. Khoai ạ. Ủa, em đi với thằng Đép à? Không, nếu như không, cái phòng đấy lúc ấy đang bị khóa cửa. Chỉ có 4 thằng trong đấy thôi. Hai thằng Huy, một mình tao với cả thằng Bảy. Từ từ, anh có bị nhầm không? Vì em đang đi chung, tức là bọn em đang đi chung luôn á. Từ làm sao rồi em giết được? Mày đi chung với ai? Đi thằng Đép. Ơ, thì Đép nó không confirm không chứ. Đép rồi. Em không đi của anh Khôi. Ờ. Ok hả? Ồ thế này thằng Đép có vấn đề, thế từ từ nhá. Report thằng Khôi trước. Nếu như mà thằng Khôi chưa em bán là phải là thằng Đép. Không phải em đang đi chung với thằng Đép mà. Tự dưng nó bây giờ nó bảo không đi với em. Thì nó bảo là đéo đi cùng kia. Không, hàng này có vấn đề, hàng này có vấn đề. Đéo được, vấn đề. Trời ơi, em nghĩ là Khôi hay Khôi đi. Vốt thằng Khôi trước, xong rồi tí nữa vốt thằng Đép. Là hợp lý rồi. Đúng. Em mà kể đéo bán anh độ trốn đi em tìm này, nếu như không phải anh Khôi này. Anh độ trốn sao? Thì từ từ xong em bán chưa đã. Em như nào chứng minh được năng lực của mình. Sai lầm rồi. Ấy. Ôi, mẹ mình làm kỹ sư mà như thám tử ấy nhở? Thế. Em thật chứ. Đeo bám rõ ràng luôn. Có ai thám xét những bạn MVP. Ui, nhạc bốn ông mà bị ai giết ạ? À? Em giết. Thôi chứ, trời ơi, em ghê rồi. Ê, chúng mày ơi, từ từ tao bảo. Tao vừa phát hiện ra một cái lỗi nhá. Là kẻ cải trang nếu như mà đang giết nhá, giết người rồi xong đang cải trang thành người khác rồi, nhưng mà khi mà bị người khác report ấy là trong thời gian mà nó kêu nhạc từng lên là bị biến thành người thường đấy. Thằng Khoai nó bị biến thành người thường này. Rồi, bug game. Ui giời, bug game làm sao? Bug game thật. Thế à, nãy tao mới biết là mày chứ không tao đéo biết là ai thật. Trời. Ừ. Bug game okay. Tính năng. Có thể là game lỗi thế. Tính năng. Nhạc ơi, không biết ai đâu nhỉ? À, một pha ghi bàn cực gắt của anh Đậu Messi. Ui, mẹ ạ. Làm cái pha đứng ngay cống giật mình vậy. Không thấy ai nghe tiếng. Tao thấy mày đứng đấy rồi, tao rủ đồ xuống. Em tưởng mọi người ở ngoài. Ôi thôi chết mẹ rồi, nốt ván này các bạn nhắc tôi làm pick me kìa nhá. Tôi làm mẹ luôn đi. Ui, số 9 nữa cũng ám sát ta. Khủng khiếp. Ám sát chị Bân luôn mà. Mấy rôn trên kia là mấy rôn gì. Kẻ bắt trước. Kẻ bắt trước. Bảo map này có kẻ bắt trước mà không tin. Số 13 kẻ bắt trước. Hay mình là kẻ bắt trước nhỉ? Số 11. Mình là kẻ đeo bám. Không. Mình là kẻ rình mò. Ôi, xếp thùng cái cả nhà ơi. Ok. Xếp thùng cái. Anh Hải. Ui, trò này dễ mà anh. Trò này xếp lâu đấy. Uê. Đây đó. Ôi, chịu. Nhìn có mẹ cuộc đời. Trời ơi. Cứ có anh Độ MC. Tôi là kẻ gình mò. Tôi soi vô cái phòng đó thì tôi thấy một vụ án mạng khủng khiếp.
Ui, lúc ấy em spawn ra với anh MC và Bông Mai á. Là trước. Đây, như này. Là để em kể, em đứng nghe phòng cảnh sát. Em soi thằng Bông Mai, em thấy thằng Bông Mai đứng ngay chỗ lắc hoài. Đó thì em vừa bỏ soi một phát thì em thấy anh Độ Mixi chạy lên, em chạy xuống thấy Bông Mai chết queo. Không như em nghĩ đâu bố. Đây, rồi anh ra luôn này. Anh là Dada xong đấu với nó. Anh làm xong nhiệm vụ cái thì anh băm nó luôn. Vậy đó hả? Cảnh sát trưởng đâu? Làm gì có chuyện là Dada. Sao làm nhiệm vụ nhắn thế nhở? Nó bị vô lý thế nhở? Bạn nào hỏi xem có ai dám nhận là Dada xong đấu ở đây không? Nhiệm vụ nhưng mà nhiệm vụ nhanh quá nhở. Đúng rồi, lúc nãy em spawn ra ngay lúc đầu. Tao chỉ cho nha. Bông mai chết. Tao làm một cái xếp thùng này, một cái cậy thùng này với cả chạy sang một cái vặn ống nước phát tao quay lại phát tao băm thằng Miện luôn. Thằng Miện thì đang làm được hai nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ thì ông nổi nên làm. Em vừa mới rời xa anh với Bông Mai có một tí à. Thì bạn phải Được rồi, vô đấy. Anh em vô rồi. Vô thôi. Mình mới làm được một nhiệm vụ à? Ông làm điên à? Thực ra là tự nhiên này bị mất đi một bên ngỗng thôi, chứ tao chơi Dada là tao theo ngỗng rồi, chứ tao không bao giờ chơi kiểu Dada cả. Vốt, kéo bây giờ kịp. Địt mẹ đen thế nhở? Mẹ cuộc đời. Trời ơi! Tao mà đỡ được. Không thể tin được. Ôi thì bố lê kích. Ê. Sao anh cục thế? Em mới chỉ hỏi vài câu thôi mà. Mày hỏi nhiều quá đấy, mày hỏi ít là mày sống rồi đấy. Thế. Anh nhìn anh giả thật đấy, anh làm quả nhiệm vụ spawn phát ra có nhiệm vụ luôn, hơi điêu. Thôi mày một cái nhiệm vụ thật mà. Yeah. Rất liều lĩnh. Đi đái phát à. Mẹ thể tại mất tập trung quá và pick me để chém quả hơi ẩu. Em hiểu đúng không Quang? Em hiểu luôn. Không có. Ơ kìa. Ê, có con ăn xác không vậy? Có con ăn xác không vậy? Thằng Hiếu nhá các bạn. Tôi chơi nó đủ lâu để tôi biết được nghe giọng nó là cái đéo gì luôn. Nó là vịt. Và tôi có thể đoán được luôn cho các bạn nhá. Ở đâu? Thằng này nhiều khả năng là vịt tiệc tùng luôn. Thằng này rất hay đi party. Xác trong phòng ghép chanh với lại đưa tiền ấy mọi người. Ngân hàng ấy. Ghép chanh với đưa tiền là ngân hàng. Ở đó luôn anh Quang ơi. Đó. Người legit nhất là mất rồi. Em đang chạy từ trái dưới lên qua sửa ống nước. Sao em thấy xác? Sao em thấy bô bên ngoài là bô rất mạnh rồi. Bô rất mạnh. Không, nhưng mà thằng bô legit mà. Bô legit rồi, đẩy bô bắt được một con à. Bô legit rồi. Một kẻ giết người, thúi thúi. Nhớ một trứng ấy nhá. Nhiều một ruồi. Giọng này đúng giọng vịt mẹ rồi. Có nhỉ? Ai có ai thấy? Mình không có thông tin gì đâu. Cả thông tin gì cả. Yes, tôi nghĩ là chú Đôn đấy. Có ám sát. Chú Đôn hay đi lẻ lắm. Có ám sát, có ám sát. Đúng. Ám sát cầu vô anh nè. Tại chỉ Ray đi chung. Cái phòng ở dưới đấy mình ở trên cơ mình không biết. Đi thông tin quá, thông tin quá. Thôi bỏ qua đi, mọi người. Giết ngân hàng luôn mà. Không ai nghĩ luôn. Ngân hàng chỉ những người. Mọi người hình như là ám sát không bắn được. Ủa? Ai vót vậy? Cái gì vậy ta? Ôi chết đâu chú hoảng hốt thế. Tốc độ đánh giám. Hả? Chú chip là cái gì đấy? Ông khai con cần cái ống nhọn. Đông lắm. Đại chết đúng đây luôn này. Tôi hỏi ngu. Bình thường con vịt nó đi nó phải kêu quẹt chứ sao đéo thấy con vịt kêu quẹt nữa nhở? Đúng không? Và sao hôm nay chơi có thấy nó bị khô?
Đúng mà, bình thường đi nó phải có tiếng quẹt 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 quẹt. Đôm, chú Đôm vừa bên kia. Chú đang làm nhiệm vụ ở dưới. Đôm chạy xuống đây rồi, chú Đôm chú cống à. Thế gì anh Hiếu ơi? Anh Hiếu chắc rồi. Đây 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 đây. Ai từ bên đây, ai từ bên đây. Đây à, đây à. Đi xung quanh tìm. Để tôi thấy, để tôi thấy. Ủa? Hiếu, anh Hiếu, một mình anh Hiếu xuống đây em bảo anh Hiếu ơi. Đây 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 đây. Một mình anh Hiếu ơi. Mọi người ơi, chú lên giết với. Chú có chức năng. Đôm, ông già Đôm chị chú khác đi, ông già Đôm đi chú khác ơi. Sao sao bay đuổi vậy? Chuyện với anh Hiếu cái. Anh Hiếu đi. Thôi cho xin đi. Chú bảo vệ mọi người được. Không. Hay báo sát đi anh Hiếu ơi. Hay báo sát đi, em sợ nó không kêu quá. À, trời ơi. Ôi, biết ngay mà. Trời ơi, giống như theo là thấy mùi rồi. Đi mà Hiếu mẹ mày. Tao nghe giọng phát tao biết mày lấy hít luôn mà. Mày là gì đấy? Tao là mà người mà thấy bao nhiêu xác còn lại á. Ui, mày là thầy đồng đi thầy. Anh Hiếu thấy xác mà. Trời ơi. Mẹ biết ngay cái là nếp mà. Trời. Ông cứ đi theo thôi, thằng cái ông thúi quắc này. Có kẻ bắt chước không dám hé lộ cho ai luôn á. Em biết không nói chuyện. Em bắt chước im lặng luôn mà. Mình em nghi bà Ali rồi nhưng mà chưa chắc. Ali đi tìm người đi. Trời ơi. Lúc đầu đứng hồi sinh cùng Ali đang bảo anh đang chuyển khoản anh phải là vịt giết luôn. Chơi. Tao không phải vịt mà, trời ơi. Nó là anh là con chim ưng. Chim ưng. Chim ưng. Ủa. Anh đội chim ưng. Mẹ mày phang ấy con chim bồ câu. Mày bắt con bẫy đồ lại không ra vậy. Lắm, mọi người. Tại vì biết sao? Tại vì nãy anh Độ nhận là Dada xong đấu nhưng mà cái rôn trung lập đã ra 2 rôn rồi. Cho nên là không thể nào là Dada xong đấu được. Mày là Độ đi trước đi. Này, chúng mày có nhận thấy là bây giờ vịt đi đéo kêu bạch 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 nữa không? Hay là mỗi mình tao bị thế vậy? Đẹp làm sao? Bị lỗi á, reset lại là hết à. Quầy vậy. Thôi không sao. Đã. Ngày mai lên clip tôi sẽ bảo thằng Nu lồng tiếng vịt vào cho anh. Từng tiếng chân một nhá. Em hãy thể hiện mình là một trong những người editor chuyên nghiệp đi. Bằng cách lồng tiếng chân vịt vào đi em. Không được đứng yên, không được đứng yên. Sợ cái con siêu năng lực da nó bị lỗi á mọi người. Ui, tôi đặt bom. Oh. Oh my god. Hồ ghê tú nhá. Có xong 15 người. Fuck. Hả? Có ai? Bị 15 người à? Ai nhỉ? Ai vậy? Bố bị ẩu rồi. Bô. Bô này bị đít. Bô bị đít. Ơ, lại có tiếng chân rồi này. Em lại là Canada anh ạ. Ừ. Em dẫn lại ra Canada. Đéo mẹ em kêu lắm thế. Đa đéo phải đa hoài vậy. Ừ. Tin thế đéo là được. Anh ơi. Ơi. Ok. Cái gì? Anh lag rồi. Hết lag chưa? Ok á, em nói này. Thế rồi nhưng mà em nói anh không nghe thấy à? Không, đéo nghe thấy. Thôi, có người khác rồi. Anh Độ bị sụp mí này mọi người. Tao thiếu ngủ được không? Ô, lại ba người. Ơ kìa, mẹ sao câu chuyện định mệnh thế nhở? Thế nhá, em lại là Canada nhá. Ok, ô à thế à, ừ ok nhá, ok nhá. Tách ra xong em bị anh Độ giết thì sao không được, em phải định. Ôi mày tách ra đi. Ừ, em cảm ơn anh Pilot nhá. Ô kìa, ăn cái nấm đéo gì vào sụp mí thế nhở? Nhân tiện đéo có ai mình nên bỏ độc vào nước. Yes. Chú Chip à, sao chú Chip lại giết Ali một cách
ác độc như vậy hả chú? Ừ. Mọi người ơi, không phải đâu, không phải tôi giết đâu, mà tôi đến tôi thấy anh Đun Đun anh đứng trên xác, anh không report. Tôi đến rồi anh mới ấn report. Không, không phải, không phải. À... Sao lại không phải? Bởi trên kia có vụ thảm sát kinh lắm mọi người ạ. Dã man. Lúc đó, lúc đó là đang đứng khám sát. Quá trời xác bay. Đang đứng khám sát, cháu mới đến sao chú lại bảo cháu giết? Nhưng mà tại cái giọng này nghe nó sao sao ấy, chú Chip ạ. Kiểm tra xác thì chỉ có thể là dịch thôi. Hả? Đây là một trong hai. Một trong hai. Bây giờ thế này. Bây giờ nhanh gọn nhẹ này. Bây giờ nhanh cái vụ ở trên này. Là anh Khoai là cảnh sát trưởng, anh Khoai chém Hana bởi vì nó nhận nó là vịt. Anh Khoai chém được, đúng. Hana chết. Xong là anh đợi mọi người đi ăn xác thì Nhạc chạy đến, anh Khoai cứ tưởng Nhạc là vịt. Anh Khoai nghĩ Nhạc là vịt hoặc là kền kền hoặc là một cái đéo gì đó. Anh Khoai chém Nhạc và anh Khoai với Nhạc lăn đùng cho chết. Đơn giản vậy thôi, còn vụ của chú Đôn Nhạc được yên Hali. Với lại cả anh Chip thì bây giờ là một là anh Chip hay là chú Đôn. Đấy chỉ đơn giản vậy thôi. Không, anh chưa chú, anh chú chưa thấy mọi người ở bên trái nhá. Anh đi từ bên phải sang, hiểu không? Thì anh thấy xác nhưng mà thấy chú Đôn đứng trên xác rồi. Nè, chú là pháp y đang soi xét vừa soi xong thấy chú Chip. Rồi sao vốt chú đâu luôn? Con là pháp y, con là pháp y. Không, rồi nhanh nhanh nhanh. Làm luôn. Vốt đi. Không nói chứ, làm luôn. Nhanh mọi người. Đép không vốt kìa, Thôi. Cổ đa đa xong đủ cái nhựa chú Đôn là thằng đa đa. Nói vậy mà mọi người vẫn biết à. Ờ ha, đa đa xong đấu ha. Đa đa xong, ok thì là chú Đôn rồi. Ăn cướp rồi, ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi. Ê, okay. Trời ơi. Bảy ạ, à, em có thể vội vàng, em có thể chậm chậm lại tí được không? Yes. Em... Sao chú Đôn làm nhiệm vụ nhanh vậy? Rồi sao chú Đôn làm nhanh gì được? Ê, có làm 4 cái nhiệm vụ hả chú? Không, để chú spawn ra một chỗ là ngay có một cái nhiệm vụ trước mặt luôn mà. Thế cảm giác chơi mà. Chơi nhanh được. Ủa giờ còn cái gì là sao? Anh đội làm vịt. Không được. Thì mà tao đã làm 2 rồi. Trước mà vậy? Có 4 xác trước mặt mà 5 đứa đứng kế bên này. Nhà kẻ bắt trước. Hồi nãy đứng ở trong tòa đó nói chuyện sơ sơ. Trời dứt lên rồi. Đã hỏi là gì? Không thấy trả lời người đều quá hấp quá. Mày mong là đa đa không bị cút. Nhanh nốt. Nhạc. Trời ơi. Chú Đôn GoPro đi lực hay sao tốc độ thật. Không, tại spawn ngay chỗ có nhiệm vụ luôn á. Ui, trời đất bom luôn ạ. Chết rồi. Ủa kẻ đặt bom, đặt bom có được chơi không mọi người? Ồ, có chứ. À ok, cảm ơn mọi người. Chú Đôn đặt bom hả? Chú Đôn á. Không, bồ nông mới không được chơi rồi. Ui, con kền kền. Chim bồ câu. Đấy rồi, có đặt bom thì kền kền bú đủ. Con ăn được chân dịch á mọi người. Yes. Chân dịch là xác của người bị nổ bom đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi đó chú. Bù đẫm. Ôi ôi, phê quá, sụp hết mí xuống rồi. Ôi ôi. Mẹ thằng này mà hát nha thì chắc chắn nó phải là vịt rồi. Nó là ngỗng đéo rồi nó hát nhảy cả. Sài Gòn đẹp lắm, địt mẹ đô, địt mẹ đô. Mẹ mày nó bị làm sao ấy. Anh là gì đấy? Mẹ sao tự nhiên vui thế, mày là gì đấy? Là gì? Một cái gì đó mà có thể giết người. Wow, amazing. Tao tin mày là phe chính nghĩa. Mày không thể là ác quỷ, mày không thể là hung tàn được. Tao tin mày, I trust you, bro. Ok, my friend. Nhà quét nhà. I trust you. Đâu? Tốt. Ê, Huy ạ, về đây tao bảo. Huy. Ôi. Ơ, có bom. Có bom. Ăn cứt rồi. Mày học chạy loạn, đéo chịu được chạy đông tất. Từ nào chém một đép đấy.
Hề đông như thế vẫn chém với thằng đẹp ạ, à. Đông dã man luôn. Ngay đoạn ở quảng trường mọi người. Ngay đoạn quảng trường, hồi đi Canada rồi á. Có bom, có bom, có bom mà, có bom mà. Không, không, không. Đẹp là Canada nha mọi người. Ôi trời ơi. Ai, ai Canada? Ai thôi. Đẹp anh. Trong lúc hoảng loạn. Có bom, anh Khoai đã muốn đến Canada. Em hình như là em đang ôm quả bom hay sao ấy. Ừ, hình như thế. Mà chết tao rồi. Em là kẻ rình mò nhá, em là kẻ rình mò. Không anh ơi, đẹp là Canada á. Thì ai nhận kẻ rình mò ở đây? Không một ai cả. Không, anh Khôi chạy song song bên phải em đâu có xác đâu mà anh báo luôn mà. Anh Khôi số bao nhiêu anh Khôi? Chết được quảng trường mà, chết được quảng trường. Anh Khôi số bao nhiêu? Chết được quảng trường luôn á. Khôi số bao nhiêu Khôi? Em số 12 kìa, số 12. Thôi, giờ vote anh Khôi đi mọi người ơi. Vote đi, số em có nè. Vote anh Khôi đi mọi người. Tin em đi. Ẩu quá trời, nhận gì nhận đúng số vậy. Khoan khoan, lỡ không nhớ số thì sao mọi người. Lại Đa Đa nữa sao? Không sao đâu, chỉ đâu vote từ đầu thôi. Ok ok. Số Đa Đa. Ơ, Đa Đa. Ôi trời ơi, chú gì. Trời ơi. Vậy mà, đẹp là Canada thật mà. Mà có con Đa Đa cứ vote vào hoài vậy. Ờ. Thế à? Lại là Đa Đa thật à? Không phải, không phải. Vội quá. Ô. Chết rồi, có người bị nổ bom. Có người bị nổ bom, có người bị nổ bom, có người bị nổ bom. Có người bị nổ bom. Người bị nổ bom, người bị nổ bom. Đấy, thật mà. Nổ bom kìa. Ai nhờ, ai cầm nhờ? Ai đấy? Nãy giờ đứng đây. Mà sao người bên trái bên con là bên phải mà lại có bom nhỉ? Ai bị nổ bom đây? Đi đi đi, giải tán đi, giải tán đi, giải tán đi. Mẹ em sao lại có một thằng giả dạng mình là thế đéo nào nhỉ? Bom. Bom à? Có bom đi, có bom. Anh trẻ em đi. Ôi, ai đứng giữa làm. Anh đó ăn xác, anh đó ăn xác, anh đó ăn xác. Không phải tao, không phải tao, không phải tao. Anh đó ăn xác, anh đó ăn xác, anh đó ăn xác. Ok. Sau khi tôi thấy cái chân vật của anh Quang tôi bị mất tích thì tôi thấy anh Môi đang đi tìm cái gì đó đang ăn. Từ từ. Tao vừa chạy trong màn sương xong là tao thấy một thằng y hệt như tao chạy là thế đéo nào. Hả? Đúng, hả? Đúng. Có. Xong tao còn chạy luôn mà. Người trong trước cửa cắt tóc luôn. Khoan, mọi người ơi, chờ hỏi chờ. Ở đây có. Nhưng mà anh đổ đây ngon lắm rồi. Anh em có thông tin. Chị Yuri cầm bom mà trong lúc đó em với chị Yuri đi thì chỉ gặp anh Bông Mai với cả anh Huy thôi. Ôi giời ơi. Bây đúng Bông Mai là bom rồi đấy. Anh Huy ơi, từ từ nhá. Em với anh này, với anh Nhạc này, với anh Độ thì là biết là Rosie rồi nhá. Nhìn những người còn lại rồi. Là bên phải mà, nhưng mà đấy, còn chú Đôn với Hana và cảnh Bơ Quang. Anh Bơ Quang là gì? Tôi giải thích. Mọi người là bồ câu, chú cống. Chưa ai gì chú cả, chú giải thích làm gì? Em là cảnh sát kiểu. Nhưng mà vướng vô anh đó nhá. Không, đừng. Anh về nhá, thôi. Bây giờ anh lộ rôn rồi, anh là kền, nhưng anh chỉ ăn được một xác thôi. Nhưng lúc ấy có 3 xác, anh chạy đi nhưng đéo ăn được. Anh đang chạy đi ăn thì anh gặp một thằng yên như anh sợ quá, anh lại quay ngược lại. Ô, sao lại vô ta trước? Vô chú Đôn trước kìa, trời ơi. Không, chú có chức năng. Năng cái gì? Ừ, đừng có vốt bẫy nữa. Chứ mà chú là gì? Chú là Đa Đa. Trời ơi, má. Ôi trời ơi. Tao chịu chúng mày luôn đấy. Hắn ăn lùa à? Tao chịu chúng mày luôn đấy. Đi bẹ bây giờ có tao có ăn bú hết chúng mày làm sao tao thắng được. Trời ơi. Em chỉ được anh với anh Nhạc đấy. Trời ơi. Đã quá chị. Ê, của em gì thế? Em tưởng anh nhận là mấy xác anh đổ ra, giết em à, vãi bìu. Vãi cả bìu thật. Sao tao lại chết như thế này? Ai vãi luôn. Ta đang dí bom để đặt cái bom mà ai báo cáo chuông một phát ngay trước mặt chưa kịp chuyển bom chết mà nó luôn. Mày bỏ trò dí đi, có ngày mày chết đi hiểu ạ. Đấy, mày thấy hậu quả chưa? Tao dí gì đâu, tao chẳng dí ai cả. Mà. Trời ơi Nhạc, thề tao mới bú được một xác. Ủa thế à? Đấy cái xác hai cái đôi chân ở ngoài hiên đấy. Em thấy xác ở bên dưới chỗ lửa.
xác của Nhạc đúng không? Nhưng mà một điều chắc chắn anh Bông Mai là dịch. Ủa tại sao? Tại sao? Từ ra trước mà... rồi em nghe anh từ ra trước rồi. Mày là gì? Bông Mai là gì trong sương mù phải không? Trưởng. Cảnh sát trưởng. Mày đâu mày số dạ. bao nhiêu? Mày số bao nhiêu? Em số từ từ để em nhớ lại cái em quên mất tiêu rồi. Mày số bao nhiêu? Số 7, số 8 gì đấy, đúng rồi, số 7, số 8 gì đấy. Không, ủa? Không phải chú. Số 7, số 8 rồi. Anh Huy ơi, nếu mà nãy em là vịt thì em chém anh luôn rồi. Bây giờ anh ra kia đi, em với anh solo với nhau luôn. Không, tao không solo với mày. Ủa sao lại solo? Thôi đừng solo. Bây giờ mình chỉ còn 5 người đến dập lửa. Đây, phải vote một người đây, phải vote một người. Anh ơi, có phải là mọi người đang đến dập lửa nhưng mọi người chưa đến đúng không? Con này nó giết xong rồi nó sợ mọi người đến, nó report luôn sao? Đúng rồi. Khoan, nhưng mà lỡ là lỡ nó nào đa thì sao? Nhưng mà sao nó lại giết làm gì? Ừ. Nhưng mà sao nó cứ gì em vậy? Em có làm gì đâu? À, vậy đó là đa, vậy đó là đa. Tại ra trước em với chị Yuri gặp mọi anh với cả anh Huy mà chị Yuri chích bom. Chị ơi. Thôi, hên xui nha mọi người. Người nào bị bóp nhiều nhất thì đáng chịu nha. Ủa? Anh nghĩ là Bông Mai là bom á. Tại phát đầu tiên là có mặt Bông Mai lên, phát có tiếng bom luôn á. Bông Mai nó còn chạy trong sương mù. Không biết được. Thế sao không vốt? Nghĩ nghĩ thôi. Bị đóng cửa thì chạy trong sương mù. Ủa thế sao không vốt? Trời ơi. À. Nhanh quá. Mày chết mẹ mày sống chết quá. Cũng đói, chết cũng đói. Đi phải ăn được thề mỗi đôi chân trần đi mẹ ở ngoài hiên ạ. Không thể tin được. Trời ơi. Trời ơi. Ông Mai giết chú đồ luôn á mọi người. Đặt bơm à. Mẹ thằng Nhạc đéo dí tao quả đấy mọi người. Sang phốt chú đôn là mẹ mày dễ chơi hơn rồi. Đúng rồi. Chú đồn giả dạng anh môi qua băm em. Một quả tiền anh Bông Mai dạy chịu anh ơi. Chưa kịp làm gì đâu chứ. Nghi Bông Mai giờ. Dù em làm cái gì mà nó cũng kia em ạ. Gọi là bạc cuối đây, bạc cuối đây, bạc cuối đây. Ready go, ready go. Con Hana này nó bị ngu ấy. Cứ từ đầu cuối game trước đấy, có anh Bông Mai, anh Bông Mai. Tao cứ đi lẻ, cứ đừng dẫn em ấy. Tao né mày mà tao sợ mày làm vịt, tao phải né chứ tao mà làm vịt tao đuổi mày rồi. Ơ thế Bông Mai là gì? Cho làm vịt một ván đi. Trời ơi. Hai. Thích người đi hai mọi người ơi. Tuyệt vời. Cái nào bị ăn hết rồi. Đừng vịt, cho em pick với. Oh no. Em là vịt. Cho em làm vịt đi, cho em làm vịt đi. Yes. Hả? Em bị tổn rối của anh đấy. Không đắp bồ kêu. Ok. Lại con kiên kiên. Không đắp bồ kêu. Chết đói đi. Ok. Nhớ trong đầu không đắp bồ kêu. Ok. Thế thì không mà chết đói được. Không ủa, ok, không ủa, không đắp bồ kêu. Ok. Nhớ. Bùng lổ nào. Giết cẩn thận, đeo cẩn. Mọi người im lặng hết nhở. Tôi mẹ mình... cao thủ chuyên nghiệp, cao thủ cao bằng đó. Đang nghĩ chiến thuật đấy anh chị ạ. Ôi, cháu là ngon rồi, tự nhiên gần đâm. Chị Uri là... Úi dồi, mẹ vãi cả cứt ạ. Mẹ thật giả lẫn lộn trộn hết vào nhau thế này. Oh, if you're happy and you know, cặp gió hen. If you're happy and you know, ơi. Để kỷ niệm lần đầu gặp nhau, em sẽ nói em là một người rất là quan trọng. Quan trọng như nào? Em là anh đang biết. Ờ, là gì? Nhớ nha. Ờ, là gì? Anh đang biết. If you're happy and you know, cặp gió hen. If you're happy and you know, cặp gió hen.
EPMP như nấu, Edwin luôn ăn từ xấu, EPMP như nấu, cặp giao hẹn. Map lại không có phòng chỉ có phòng để có lợi. Thì... anh biết gì? Em cái là thợ khóa kìa. Em mở khóa luôn. Anh gọc cái khóa đưa đây em phá không? Thợ khóa là phải mở trong... có thằng nào đi tù ở trong nhà cảnh sát ý thì mẹ thì mới mở được. Bây giờ em ra đấy đứng đợi đúng không? Không, lúc nào mà có hòa vốt mà có một đứa bị nhốt vào trong trong cảnh sát ý thì lúc đấy mày mới có tác dụng mày mở khóa, hiểu không? Yes sir. Ờ, chứ còn bây giờ thì chịu. À, thế là em đã không có tác dụng gì? Ừ. Ông kia năng suất thế nhở? Má chạy KPI liên tục luôn á. Oh my god, rất nhiều người chết. Nhưng mà trong cái lúc em chạy đi rung chuông thì em nhận ra anh Chip có vấn đề mọi người ạ. Anh Chip là gì ạ? Từ từ nhé. Mẹ tao đang đi cùng chúng mày, mày tao thấy nhưng hai mà... đứa mày đuổi nhau thì tao cùng thì mày tự tức có bảo tao em không có thấy. Nhưng mà anh không thấy gì đúng không? Có anh mà. Là... cái gì ạ? Người đầu tiên chết đúng không? Tin với em được nhỉ? Không. Không thì kích để mày ăn đúng. Đúng. Em có một thông tin. Em nói đi. Là kỹ sư. Hồi nãy em có kỹ sư lên chỗ quán rượu thì em thấy Ali mất tích mà kế bên là anh Độ. Thì em tưởng là bồ nông nhưng mà em nhìn lại đã có chim ưng. Thì em nhớ lại là hình như là cái xác nó bị đớp xuống màn hình dưới, là em không thấy Ali. Cho nên là pha này như anh Độ giết xong rồi có một con cần cờ và kẻ ăn xác ăn mất xác, cho nên là em không thấy không. Ali. Anh ơi, không. Anh đơn giản thôi, anh Độ là khẩu súng ý, anh Độ là khẩu súng. Anh Nhạc ơi, sai. Có cao thủ. Đây rồi nha, anh bảo anh tới chỗ hiện trường thì nó không bị report. Không. Nếu như mà anh giết nha, mà nếu như anh là cao thủ nhá thì kền đến ăn là nó phải tự report luôn. Em nói thế là sai. Lúc anh đứng ở đấy với cả Ali nhá, là Ali nó vẫn đứng ở đấy xong anh đi nhá. Sai đấy. Nhưng mà từ nghe nhạc nó nói ra cái gì cơ? Nhạc bảo gì cơ? Nhạc bảo gì cơ? Không nghĩ là anh Độ rồi đấy. Ô kìa, chú soi đầu rồi. Từ vội thế. Chắc không phải đâu. Ô kìa. Trời ơi. Một nguồn tin mật. Trời ơi. Chú soi đầu rồi. Đầu ăn vãi cả cứt. Sao nghe tao nói đã? Anh phải trả giá đó. Thì nhanh vậy. Mẹ nó thề, ông Đôn chém nhanh quá là mình phải chém theo. Em đang chăm chỉ làm nhiệm vụ. Mẹ chém vãi cứt chém. Anh rất là độc ác, anh Mishimoy ạ. Không phải nào mà em khai rôn cho anh phải nhận rôn em chứ. Mày khai là gì tao chưa nghe được, mày giờ khai lại đi. Em bảo, em bảo em là thợ khóa xong rồi anh bảo là phải đứng ra kia mở khóa mà. Trời ơi, lúc đấy anh đang chăm giết em, anh quên rồi. Đấy là mày nói chuyện với kẻ cá trang rồi, không phải tao. Đây. Yeah! Yeah! Bấm luôn. Trời ơi, nó đớp nhanh đấy. Sao những bạn mà yêu nhau à, sợ vào đây. U năm cái xác ngọt. Em biết không? Em chết đâu chưa kịp bị bỏ ạ. Cặp đôi yêu nhau thì phế thật sự anh ạ. Không biết làm gì luôn ạ. Không gì luôn ấy. Tôi không cam tâm. Đồn lắm rồi thế. Ủa ai là bắt trước vậy? Em. À. Mẹ ông Đôn ông chém nhanh vãi cứt rồi, thế đi phăm liên tục mẹ luôn. Ôi phăm đây. Ui đấy chưa? Em chỉ là vấn đề thật kìa mọi người. Mọi người không tin em. Wow, lại đi. Bú 4 cái xác. Không cam tâm. Lại dân cuối. Tôi không cam tâm. Tôi bị chết bởi ông cao thủ. Anh là con cao thủ đấy anh Đỗ. Thủ cái mũ. Các thủ ready. Là ninja rồi. Tao là kỹ sư, tao chui dưới cống. Kỹ sư. Sở bon da cái em tớ ăn bộ đông cơ. Thôi em nhìn lại chim ưng ạ. Hey.
Ôi trời ơi. À, đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi. Ngủ luôn đi chứ. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Mấy cái xác nó cặp cũng xong rồi bot nhỉ. Ủa nhưng sao vô lý thế? Anh là cao thủ, anh giết Ali ở đấy. Thế tại sao nó vẫn chạy bán xác được, Kền Kền không bị report bởi cao thủ à? Em cũng không anh ơi, Kền Kền ăn được. Kền Kền ăn được xác của cao thủ nha. Quá ác luôn. Này mới à? Đồ ơi, tại nãy em ăn hết đồ ơi. Đồ má, mày ăn làm gì? À đúng rồi, em ăn được có 4 xác thôi mà lúc đấy có 5 người chết thì chứng tỏ là một vịt ăn một xác rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngọt quá chú Đồn ơi, thank you sir. Chú Đồn còn phát thẩm tử đó. Chích gì cha? Nãy người chồng không thấy chú Đồn rồi. Ờ bảy sao nãy bảy bắn như vậy, sao bảy biết vậy? Thì nãy đi hết tất cả những người còn lại ở trên hết mà, có mỗi không gặp chú Đôn với đẹp thôi. Ờ trời ơi. Nhẫn nãy tâm thì chứ bắn không nói tiếng nào luôn. Nãy ai cũng đứng trong quầy bar order nước với anh quản. Ờ đây, đây đây đây, ai uống nước thì vào quầy bar nhá. Tôi quầy bar nói chuyện hết năm sắp. Tôi sẽ đi lẻ rồi dình cho mấy con vịt double kill. Lại anh. Lại mày. Ôi trông giống bị ơ kìa. Thế trông dễ bị giết thật sự. Mày là gì đây? Thảo. Em á. Ừ. Có bảy ở đây mà, nhưng có ám sát thì sao? Ờ kìa, mày check lại đi. Ba con vịt. Nhưng mỗi lần em khai rôn cho em. Cao thủ tiệc tùng với một con ngẫu nhiên. Làm sao có thể vào ám sát được? Đấy thì nhớ con ngẫu. À thế không? Ừ. Thế là ngẫu nhiên là không phải ám sát này. Đúng. Dạ. Yeah. Em là pháp y. Pháp y. Được chứ. Ok, đấy xong rồi ai cũng nghe thấy xong tí nữa em sẽ bị bắn. Đấy, không, lại yên tâm. Em lại chết. Em sẽ bảo vệ chị. Mày yên tâm, mày không chết được đâu. Tại vì à không, không tại vì gì cả. Cô em, người bảo vệ công lý. Ủa? Anh đi vào đóng dấu thì sẽ xác anh Khôi trong chuột đóng dấu. Mà sao bố mai nó lại report lên Khôi? Tại gì nhỉ? Em thấy anh ấy đứng ở bồn nước lúc Canada đầu. Canada rồi. Ôi. Đúng. Có thể là Dada xong đầu. Anh Huy Dada đúng không? Không, không, anh Khôi ở trong cái đồng dấu. Anh đồng góc luôn ta. Anh vào đấy làm gì? Anh đồng dấu. Anh nhiệm vụ mà. Anh đồng dấu. Nhưng mà ai giết thì thôi thì cấm thì ra. Đi vào chùa đồng dấu, chợ đồng dấu làm gì? Đồng hương con Canada. Thì mình coi. Đóng phải Canada anh rồi đúng dấu không? Dấu về tiện đóng luôn. Ê, Canada. Nhưng mà thế này nhá, là em thấy thế này là em thấy anh Khôi làm nhiệm vụ chăm lắm. Đấy. Em là thầy đồng, lúc này bông mai nó report ấy, em thấy một xác chết. Chị em biết con đôi, chị em bông mai chỉ qua để tìm. Ôi, chú là thầy đồng. Em là thầy đồng. Chú đó là thầy đồng. Ôi, tôi hiểu rồi đấy. Vâng, chú là thầy đồng. Không, thầy đồng số 1, thầy đồng số 1, em chọn thầy đồng số 1. Chú là thầy đồng. Thì hai cái đầu kia là hai đồng bể. Thế thì chúng ta chưa biết chú đó là sao. Em là thầy đồng số 1. No. Đi. Nè, chú sẵn sàng đổi mạng với Huy. Từ, đừng vốt vội, để cảnh sát chém. Chú sẵn sàng đổi mạng với Huy, chú là thầy đồng. Trời ơi, cho có ít một trận đi. Chú đồn chuyên mấy cái bài tâm lý học. Chuyên mấy cái bài tâm lý học luôn, đồn Huy giọng tín lắm. Tôi đéo nhớ số 1 là gì, tôi chỉ nhớ số 2 là... Chú đôn là Đa Đa rồi. Chú không phải là Đa Đa. Chú đôn là Đa Đa chắc. Trời ơi. Em... Chú số bao nhiêu? Chú số bao nhiêu? Em số 1. Thấy số cái đồ tiệc tùng là chỉ một câu hài đâu đó phỉ lắm. Nên không chọn. Mọi người ơi, chú không sợ bị chém. Nhưng mà sẽ chữ chém thầy đồng á. Thế tại sao con hỏi chú, tại sao chú lại chọn thầy đồng? Trong khi chú đôn. Chú đôn số 1. Ôi trời ơi, tại vì nó không có vịt. Ba rôn trắng tốt và bông mai à. Ba rôn trắng là ba rôn gì? Có một người chết nữa là 4 trên 16 nha, 4 trên 15. 4 người chết rồi.
Đéo có cảnh sát trưởng ở đây mẹ phân định thắng thua cái nhở. Rung nhan rung nhan. Ha ha, bốn người chết thật. Đó là chú không cần nói Huế, Huế là chết, Huế là chết nha, Huế là chết nha. Huế là chết nha, mới nói nghe bốn người chết rồi, bốn người chết thật. Có ai ở quán rượu không? Nắp. Có ai đi từ quán rượu không ạ? Mọi người đang ở. Có chị ơi, có anh Quang ở quán rượu chết rồi kìa. Ai đi uống rượu giết con rồi? Đâu? Ủa? Trước rồi, người mới chết là anh Quang. Ủa vậy thì mình chỉ có ai đi lẻ thôi, hồi nãy nguyên tất cả mọi người đang ở ngân hàng mà. Ai ở quán rượu nhỉ? Phải có lúc đấy phải mới thấy Hana đi chứ lại quán vodka mà. Rất là đúng rồi, tại vì là xác anh Quang vodka ở quán rượu mọi người ạ. Thì lọc cho đi với ngân hàng đông giả man luôn á. Em mới đi quay mà đúng không? Hồi nãy ở ngân hàng không có Hana nha. Mày là gì? Ai thiếu ở đấy? Ừ, Hana em là gì? Con người báo thù. Trời ơi, báo báo đi luôn. Số bao nhiêu? Quá muộn rồi, không phải nghĩ số nữa đâu. Quên rồi. Tạm biệt. Ôi, hết thời gian rồi. Báo thù thật. Mới đi với Quang xong, Quang cúc rồi. Báo thù. Tạm ba báo thù đi em. Báo thù. Ủa? Ờ. Da. Sao nó cười vậy? Không, chú đôn da rồi. Lại là da được. Chú đôn da. Chú đôn da chắc chắn luôn rồi. Ơ. Chúi dồi ôi. Ok. Chú đôn khoách mái cả mình. Trời ơi, chú đôn ơi. Trời ơi. Chú đôn biết chơi dịch không vậy? Ờ, vịt cho da win luôn á. Vịt không nói gì luôn à. Tưởng là chim ưng. Tưởng là chim ưng. Tưởng là chim ưng. Quá đủ rồi. Quang mà. Con vịt này là hơi dữ. Ôi giời ơi. Vịt này mà quá. Tao chém Quang mà có phải à? Trời ơi. Chú chiếc kiến tạo ác thật chứ. Nó đang đi với bạn luôn anh chiếc. Thì làm sao mà biết nó là nó ra được. Em tâm. Tính là em không biết anh Quang ở đâu luôn. Khó quá gì hết nào chú. Vào cuối em nghỉ đi. Ok đúng mọi người ơi. Đáng mượt thế. 16 này. Hello bà. Chị Trang vô. Không, nhưng mà vui lắm, hồi nãy ba con vịt biết Amoy là kẻ bất chước rồi đấy. Ơ sao biết? Tại vì mở nhạc. Đúng rồi, bọn tôi ba người đứng trong chém Quang mà. Quang kể câu chuyện đi Quang. Quang ơi. Không. Quang giỏi mẹ rồi. Quang bắn rượu cơ. Quang bắn rượu đi rồi. Đội đi rồi. À. Đi đúng rồi. Vãi, chủ đôn. Quang bắn rượu, đứng bắn rượu cho ba con vịt. Mày dân mới, mày dân mới bụng mày ơi. Vai, ui, sâu chuối lại là đúng là dành cho Hana thắng đấy. Nhìn là biết lội rồi. Sâu rồi. Ta mà biết được nó là cái gì. Mẹ nó biết thì chỉ có đổ tội cho người khác thôi. Sonic là cái gì? Mắt lẻo là vịt à? Ồ, mắt lẻo. Mắt lẻo. Không, mắt lẻo là ngỗng sao, lúc đấy anh cũng... Ồ, vốt một người là vào tù luôn này. Em nó phải là vịt chứ đúng không? Lần này em chắc chắn sẽ là người. Mọi người tin em. Dạ. Oh my god. Rồi cơm đậu không nhỉ em nhỉ? Ờ, cái này còn gì? Thôi được rồi, ok. Khóa à, cho tao một thịt hồi nách nhá. Ừ. Cho vào tù hộ cái. Ủa chính trị ra là có, cái gì? Có mở khóa mà thôi. Thằng nào ăn hết đậu của mình. Thế nhở? Không tròn. Sao không tròn ấy. Lúc nãy anh chọn đây. Có thằng đéo là vào tù đâu mà mở. Xong đấu à? Đôi. Ơi. Tao là pháp y. À quên. Không phải. Tao bí mật lắm. Mày là gì? Là vịt đúng không? Mày là gì? Em là dình mò. Dình mò mày đi theo tao ăn cứt à? Mày đi ra chỗ khác đi.
chết mẹ rồi, xếp cái này thì úi rồi ôi, ăn cứt mẹ rồi, xếp cái này thì chết mẹ rồi, bao giờ mới xong, úi rồi ôi, úi rồi ôi, úi rồi ôi, úi rồi ôi. Đâu có cần cần. Tất cả mọi người. Ok, ok, ôi. Bom nổ. Ôi, không tin nổ quá. Ừ kìa, có bom à? Bom nổ. Yeah, yeah. Bom nổ rồi. Bom đấy. Thầy nghe có thấy gì không nghe? Ghê quá, tắt. Vãi cả pìu, xác Miu nằm ngất ngưởng ở trên một cái cống giữa đại lộ Đông Tây ngay giữa bản đồ. Ủa? Ủa? Đâu liên quan tới việc anh Ma chết không anh báo xác đâu? Ủa? Ồ, con Đà cái chết rồi à? Xác màu đỏ, xem mình có xác bông minh nhở? Á? Nhìn thấy xác màu đỏ mà ta. Ừ. Hả? Ừ. Ủa? Mà bơ có đâu vậy mọi người? Không, không, không. Chắc là có thể màn hình em chỉnh Color Vibrant ấy, em hay bị lẫn màu nữa. Xác ở ngay cái cống cạnh cái phòng ấy. Đấy người nổi tiếng chết. Chị Trang chết bơm mà anh, còn mỗi cái chân mắc méo ở dưới thôi. À thế à, thế xác bô minh em nhìn nhầm màu á. Tại màn em màu bị làm sao. Người nổi tiếng vừa chết đúng không em, chuẩn nha, lag hit nha, không phải vịt nha. Đúng. Ê, đúng 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 đúng, confirm nha, confirm nha. Trận này chúng ta không có cần cần. Chúng ta sẽ có mùa đông. Ờ, có chim bưng được những mùa đông. Ờ. À nhưng mà không biết được đúng không, không biết được. Không biết được mà. Mà sao Ali lại biết nhở? Ủa nhưng mà cái xác là ở đâu đấy? Xác là ở ngay cái phòng đi lên ở đồn cảnh sát, trèo lên một tí anh ạ, qua ngã tư chạy lên đúng một tí, nó ở giữa phòng cắt tóc ở chỗ dưới sân giữa. Sao cái nhăn mà nó kỳ kỳ. Ừ, nó cứ ủa của ta. Ừ, nhưng mà này nó sao? Em là pháp y nhưng mà người có thể gọi em. Em có ủa đâu? Ừ. Thế là đổ cơ. Được ra, được ra. Em vừa mới wow. Là... không, ngày anh Đỗ nó cho đem vào tù ấy thôi. Em thề, mà anh Đỗ lúc đầu cho đem vào tù, có thăm tù, có thăm tù em. Ok. Ra. Thăm tù em. Em biết là có mở khóa không ấy. Không biết có từ khóa không? Trời ơi, má cây xương rồng đi như con rùa vậy. Ở đây không nhìn thấy, bây giờ tù mình không nhìn thấy luôn mà. Quay được quá không cơ anh Khôi? Tại sao lại như thế Khôi ơi? Khôi ơi, tao nhặt cho mày cái bánh nhá. Mày đút cho đi đồ ơi, đút cho đã. Đây, đánh giám vào cửa sổ cho nó thở. Ui, bom. Khôi ơi, có bom mọi người chạy hết rồi Khôi ạ. Khôi ơi. Ố? Ố? em ném con Hana rồi. Có bom. Ui, không, có chìa khóa em rồi. Em ném nổ banh xác con Hana rồi. Rồi em đặt được. Đây, nhưng mà xác cảm nhận mình chuẩn bị nổ bom. Trời ơi, Khôi ơi. Tại sao như thế? Khôi hình như là đi trông em bé rồi sao ấy. Đúng rồi, kêu đi đái. Mày định ăn, mày định mình giết Khôi đúng không? Mày bị điên à? Thấy mày đi vòng vòng bu Khôi như rồi bu cức vậy. Đi mày cứ đi theo tao cứt à Hiếu? Đi chẳng gặp ai vậy. Thì tao đang xem mày có giết Khôi không? Mà thấy mày cứ bu vòng vòng Khôi. Tao ăn bánh chạy nhanh đố mày đuổi được tao. Bánh như lìn. Đi mẹ ăn xương rồng rồi. Trời ơi. Đố ơi. Ô Hiếu. Có bom đố ơi. Trời ơi. Phát tác của chị Ali nằm ngất ngưởng. Em chạy một vòng. Cái lúc em xuống em tìm mọi người là tìm xem có ai chạy ra không, nhưng mà không bắt được ai. Toàn mọi người chạy từ bên phải qua bên trái. Xác ở phòng dập tiền. Xác ở đâu? Phòng dập tiền. Phòng dập tiền ấy. Cái phòng dập tiền bên trái góc trái bên dưới cùng. Ê, mấy vụ đấy bạn, em liên quan đến mấy vụ giết người đấy. Tiền nãy có mấy người em làm gì? Thằng Huy. Không, em đi ở trên viên quang xuống. Con. Em đi ở trên viên quang xuống. Không có đi bên trái qua. Đi đằng sau mình nhé. Huy đi bên trên. Huy đi bên trên. Ủa? Có bao nhiêu người trong? Đếp lên cái. Thằng nào chạy sau? Không ủa nhiều quá, ủa nhiều quá không được. Ủa nhiều quá lộ đấy. Không được. Em? Không là Huy Huế nhưng mà Huy Huế đi. Đi đỉnh trên xuống à? Anh Đỗ anh chỉ về đi với em lên trên một lúc lâu á. Nhưng mà ở đó thì xa lắm rồi. Ờ.
Ừ. Anh Độ nói gì nhỉ? Tao lại ghét rồi. Không, anh. Cái gì? Anh bị ai quăng quả bom vô người. Ủa nhưng mà từ từ, xác ở đâu chứ? Xác đâu chứ? Xác tận phòng đập tiền cơ, bên trái. Ai đang cầm bom? Ấy. Đồ. Không phải tao. Vậy tao đưa cho ai? Mày đưa cho ai? Làm sao tao biết được? Hỏi tao. Tao đưa cho mày mà. Không, tao không cầm. Thế mày cầm rồi, Hiếu ạ. Nó cầm. Không phải tao. Ủa, có hai đứa hả? Sao mày không cầm được? Ủa, nãy không phải tao, Hiếu, mày đi với ai đấy? Tao đi với mày. Mày bị điên à? Tao đi với mày. Ủa? Mày đang cầm bom đó. Thôi chết con mẹ thì như tao vào tù. Mình trong tù. Ôi trời ơi! Hit man đã cầm bom là cầm vào tù! Thế bấm vào tù! Trời ơi! Cuộc đời tôi! Anh ơi! Trời ơi! Mẹ ơi! Thằng nào ăn phải cướp vậy? Mai làm được nhanh luôn! Đó là đỉnh cao ấy! Ê, mình thề quả combo vãi cứt vậy. Đánh cho mẹ đấy. Độc nhất vô nhị ấy. À, đứa nào nãy hỏi ai đang cầm bom nhỉ? Cô? Mẹ thằng nào thằng đặt bom nhỉ? Thề, vừa mới check nhạc xong. Nhạc lên ghi nhạc giết chị ngay đầu mà. Ngay vậy. Chị đang làm nhiệm vụ để đi giết Dada thì lâu lắm mới được làm con Dada xong đấu cay với ai, còn không biết là ai là Dada cơ. Tao. Ôi. Mày suýt bị tao giết đấy, tao là Dada xong đấu. Thế em đang làm nhiệm vụ ấy, em định bom anh ấy. Bom thì đéo được, tao làm xong mày, rồi thì mày chết. May cho anh là em chết sớm. Cứt, tao làm xong rồi, đéo thấy mày đâu, tao mày chết mẹ rồi. Ôi, Lê Khôi đang cho con bú vẫn tiện tay chém à. Còn nhiều dịch lắm. Đi lại, anh đi lại. Rồi xong. Ôi giời ơi, em giết luôn. Ây, là bước đạp quang, tao đã ghi nó rồi. Ôi, em giết luôn. Lại ấp vịt quá mày. Quá tưởng là... tính là thắng không? Ủa, nhạc tình nhân ra. Em không anh với vịt mà. Ủa? Em không biết hai con tình nhân đều cùng sống thì mới thắng chứ anh. Không phải thì sống cuối cùng chứ, phải sống cuối cùng. Mà. Hai con phải sống cuối cùng. Cuối cùng nữa. Em phải là ba con bịch với lại con kia. Thôi chịu. Ôi mẹ em giết nhiều quá đồ rồi. Mẹ ơi nghỉ đi. Uầy, anh Huy đeo hỏi ai cầm bom, anh thả vào thu, anh Độ cầm bom. Đi mà chính là thằng Hiếu nó giết tao chứ. Tao đã bảo đéo phải tao cầm bom rồi, thằng Hiếu cứ dí. Là sao mày cầm bom mà? Thì tao cầm bom nhưng mà bây giờ bọn nó biết tao cầm bom nên nó nhốt tao vào tù, tao còn đưa cho ai nữa. Ý là đang định lừa anh Hiếu, đang định lừa. Nhưng mà lỗi mày là cái gì? Trời ơi, tao là dân phòng. Khôi biết Khôi ấy dân phòng á. Ừ.